chào cả nhà mình ạ, chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của shop em sáng ngày hôm nay nha. Rồi và trong livestream sáng ngày hôm nay lại đem đến cho cả nhà mình những cái mẫu đầm rất là đẹp luôn. Cả nhà mình tranh thủ vào livestream với em liền nha cả nhà ơi. Ưng đầm nào thì mình đặt hàng thật là sớm, mình em tư vấn chốt đơn. Và cú pháp đặt hàng thì cũng như cũ thôi, comment cho em mã hàng kèm với số điện thoại, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn cho cả nhà mình nha. Rồi bây giờ mẫu đầm đầu tiên em đang mặc trên người, đầm đầu tiên em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1328. Đầm đầu tiên em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1328 nha cả nhà. Đầm này thì hiện tại em đang có nha cả nhà, size M 40-50kg và eo tối đa là eo 70 đổ về thì mình sẽ mặc rất là đẹp luôn nha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1328. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1328 cả nhà nha. Em chốt đơn cho các chị mình luôn với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Rồi 99.000 đồng mẫu đang mặc trên người, chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1328 kèm số điện thoại liền. Các chị đừng quên chia sẻ like cho em nha, chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai là được. Em chào chị Vi Lê ạ, chào cả nhà mình mới vô. Vô live stream cho em xin chấm nè. Chị Thu Thảo em chào chị mình luôn. 1328 hôm nay em sẽ sale nha. 99.000. Rồi 99.000 đồng cho mẫu đầm đầu tiên đang mặc trên người này cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1328 em sale luôn 99.000 đồng. 1328 sale luôn 99.000 đồng nha cả nhà. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Chất lụa hàng cho mình co giãn nhẹ nè, một lớp kèm hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng nha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1328 nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1328 với số điện thoại cho em. Rồi 1328 với số điện thoại đặt liền nha cả nhà ơi, sale luôn 99.000 đồng nha cả nhà. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà, mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Vô livestream chấm bài cho em liền nha. Em chào chị Phương Nguyễn, chào cả nhà mình mới vô. Rồi, chị nào mà mình chưa chấm bài nữa tranh thủ nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1328 99.000 đồng. Đầm này thì 40 tới 50, eo tối là 70 đổ về. Cái đầm này trước liền vải lụa hàng và đầm này thì các chị mình không có xa lại gì với nó được đúng không cả nhà? Vậy thì mềm, có co giãn cho mình luôn nha. Rồi mẫu đang mặc trên người 1328, đầm đang mặc trên người 1328 cả nhà nha. Em chốt đơn cho các chị mình luôn với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ưng đầm này đặt hàng sớm sớm liền nha, bên em tư vấn và chờ hàng vừa sai luôn ạ. Tiếp tục em chuyển thêm cho mình xem mẫu khác nha. Cũng với 99.000 đồng thôi là mình đã có đầm đẹp rồi nè cả nhà ơi. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1250. Tiếp tục, đầm em đang mặc trên người 1328 70kg không có rồi chị Lưu Hải ơi. 70kg em có mẫu khác được không? 70kg em có mẫu khác nha. Mấy cái mẫu 99k này em bị lẻ sai rồi. Mấy mẫu 99k như vậy là em bị lẻ sai mất tiêu rồi. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1250. 1250 hôm nay em sale luôn nha cả nhà ơi, 99.000 đồng. 99.000 đồng cái mẫu em đang mặc trên người nha, mã sản phẩm là 1250. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm đi giùm em nha. Là 1250 với số điện thoại cho em. Đầm này chất liệu vải ren màu tím nha và đầm này sẽ còn cho mình là size L. Size L từ 50 tới 57kg và eo tối đa 70 cho tới 77, cả nhà mình sẽ mặc rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1250 cả nhà nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1250. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn nha. 1250 kèm số điện thoại. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1250 cả nhà ơi, em sale luôn cho các chị mình giá 99.000 đồng. 1250 sale luôn 99.000 đồng nha cả nhà. Ren màu tím nha, hai lớp kèm hai túi khóa kéo phía sau. Rồi chị nào chưa có thì mình để lại comment ngay cho em tư vấn chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn. Hãng này có tên Hana shop không? Chị Quách Hoa dạ cũng có chị yêu nha. Chị cho em xin cái số điện thoại chị yêu ơi. Tại vì hiện tại đang dịch á, nhiều khi cái bên đường vận chuyển sẽ có gặp trục trặc một chút xíu. Chị cho em xin cái số điện thoại của mình đi nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người là 1250, hôm nay em sale luôn cho cả nhà mình với mức giá là 99.000 đồng nha, 99.000 đồng. Có gặp trục trặc gì thì mình cứ liên hệ với bên em. Liên hệ với bên em cho em xin cái số điện thoại liền chị yêu nha. Tại vì hiện tại đang dịch thì cả nhà mình thấy á, cái đường vận chuyển có khi bình thường thì từ 1 cho tới là 4 ngày mình sẽ nhận được hàng. Còn bây giờ thì 1 tới 5, 6 ngày tầm đó. Đó, các chị mình nhớ nha. Rồi bên bưu cục người ta cũng lâu lắm.
Cho em xin số điện thoại đi, em hỗ trợ cho chị liền. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người này, mã sản phẩm 1250. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1250. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha, em tư vấn chưa hàng luôn. Em chốt đơn ở cả nhà mình luôn, với mức giá chỉ có 99.000 đồng. Đầm này thì từ 50-57kg nha, và eo 70-77. Các chị mình đo eo dùm em tư vấn cho mình luôn. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1250. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1250. Chị nào chưa có đầm này thì mình đặt hàng sớm cho em, là 1250 với số điện thoại cho em là được nha. Có 99.000 đồng thôi, các em đầm này 99.000 nha cả nhà. Cả nhà mình tranh thủ chia sẻ livestream rồi mình đặt hàng sớm sẽ có đơn sớm nha. 99.000 đồng mẫu nào đầm này thôi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu đầm khác nữa ha. Thắc mắc gì thì mình cứ việc để lại comment ngay trên livestream cho em nha cả nhà. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1250. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1250, em sale rẻ cho cả nhà mình luôn, với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm 1250 với số điện thoại 99k nha cả nhà. Tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Rồi đây, thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa, cũng với giá 99.000 đồng cho cả nhà mình thôi. Thì sẽ có rất là nhiều mẫu đẹp. Đây, tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1329. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1329. Đầm này cổ tim nha. Em đọc số size đi. Em có đọc đó chị Oanh Trần ơi. Em có đọc số size, số ký, số vòng eo luôn á chị. Em đọc chắc ít nhất cũng 3 lần luôn á cả nhà ơi. Em đọc thì xuân xuân là cũng phải 3-5 lần nha. Cái đầm này em sẽ còn size L, nhưng mà size số nó không phải cái nào cũng như vậy. Cả nhà mình mua một đôi giày cũng vậy nữa. Mình mua có đôi size 37 đi, có size sẽ vừa với chân của mình. Có cái thì nó hơi rộng một tí, và có cái nó hơi ôm một tí cũng có. Cho nên là cái đầm này á, thì sẽ từ 50-57kg. Cái size nó không quan trọng. Cái này size L nha, nhưng mà em may cho mình form to cho nên 50-57kg. Đeo tối đa sẽ từ 70-77 nha chị. Và giá của nó đang sale là 99.000. Thay vì giá cũ là 259.000 thì hôm nay sẽ sale là 99.000. Đó, rồi. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người là 1329 nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1329 nha cả nhà ơi. Tại vì cũng có cái form nhỏ, có cái size L nữa. À, cái này size L được tới 57kg đúng không? Cũng có cái size L được tới 52kg. Đó, tại cái form nó. Rồi bây giờ em đang mặc trên người ML nha. ML này 55 nè. Size L của mẫu này tới 55kg thôi. Cho em có giới thiệu hết toàn bộ. Cả nhà chỉ cần nghe thật là kỹ. Đó, thắc mắc ngay khúc nào thì mình comment lại ngay khúc đó, em sẽ giới thiệu lại. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1329 nha. 1329 hôm nay các chị mình đặt hàng em sẽ sale luôn cho cả nhà mình, với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Rồi 1329 99.000 đồng nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm là 1329 kèm số điện thoại cho em. Sale mạnh cho mình luôn là 99.000 đồng nha cả nhà, 99.000 đồng. Chúc mừng bạn nhà lụa mango, vải rất là mềm, co giãn nhẹ. Em may cho mình là một lớp nha. Kèm hai túi luôn nha cả nhà. Khóa kéo nằm đằng sau lưng ha. Rồi sale mạnh cho cả nhà mình luôn, 99k. Thì hàng mặt trên livestream như thế nào, cả nhà mình nhận được hàng về nhà thì nó y chang như vậy. Cả nhà mình hoàn toàn được quyền kiểm tra hàng. Và nếu như các chị mình muốn được miễn ship và có quà, đây quà đây. Các chị mình muốn được miễn ship và quà tặng á, thì đây, dồn đơn cho em 600.000 đồng miễn ship có quà. 600.000 đồng miễn ship và có quà nha cả nhà ơi. Cố gắng đặt hàng sớm sớm cho em tư vấn chưa hàng nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1329. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1329. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm liền dùm em, là 1329 với số điện thoại bên em tư vấn và chờ hàng giờ size nha. Chỉ có giá tiền là 99.000 đồng thôi. 40-55kg còn size M và L. 40-55kg còn size M và L. Rồi eo tối đa là eo 75 đủ về cả nhà nha. 99.000 đồng luôn. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một em đầm khác. Đây, lên cho mình cái em đầm hoa nhỏ nhỏ. Em chào chị Hoàng Thanh ạ. Rồi, vô like của em chấm bài tương tác cho em cái nha cả nhà. Ưng đầm nào thì mình đặt hàng thật sớm nha em tư vấn chưa hàng luôn. Rồi, em sẽ lên cho mình cái em đầm màu này nha.
Để em xem nó còn hồi như cái. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1329. Chị nào đặt hàng lên đơn cho em 40-55kg, eo tối đa thì eo 75 đổ về thì mình sẽ mặc rất là đẹp nha. Rồi ưng nằm nào đặt hàng thật sớm nha, bên em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm hoa nhỏ nhỏ này nha. Lên nốt cái đầm này rồi em sẽ lên cho mình đầm đủ size một chút nha cả nhà. Em đầm này hôm nay đang sale rẻ 50% nè. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1354 cả nhà nha. Rồi đầm này hiện tại thì em đang còn cho mình là 3 size ML và size XL, nhưng mà size XL em còn có 2 cái à. 40-60kg nha, em tối đa tầm 7-8 độ về. Mặc sẽ rất là đẹp, màu này màu tím cũ dền nha cả nhà. Đầm này cổ tim nha, eo đính đá, tay phồng phồng cho mình. Dáng đầm này dáng đầm phong xòe, may 2 lớp kèm thêm cái túi khóa kéo phía sau. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1354. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1354, hôm nay các chị mình đặt hàng được giảm 50% còn 159.000 đồng. Mã sản phẩm là 1354, sale còn 159.000 thôi, sale còn 159.000 thôi cả nhà ơi. Chị nào chưa có hàng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1354 với số điện thoại cho em là ok cả nhà nha. Rồi 1354 với số điện thoại cho em, sale luôn cho cả nhà mình còn 159.000 đồng, 159.000 đồng cả nhà nha. Chị nào chưa có hàng này của em thì mình đặt hàng sớm, bên em tư vấn chốt sale luôn, giá ưu đãi nha cả nhà. 1354 159.000 đồng, em còn size ML là nhiều, với lại còn hai cái size XL. Cổ tim ha, von, rồi eo đính đá cho mình luôn. Tay lỡ phồng phồng, dáng đồng phong xòe, hai lớp một túi khóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1354. Đồng đang mặc trên người mã sản phẩm là 1354. Chị khách nào chưa có đồng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1354 với số điện thoại đặt hàng liền, bên em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà nha. 159k thôi. Bây giờ tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái đồng khác nữa. Rồi chị Nghi Nguyễn có đơn hàng 1354 luôn ạ. Dùng đơn hàng cho em 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc và đồng thời được tặng thêm quà nha cả nhà. Và các gì mình đặt hàng thì chia sẻ like cho shop 3 lần thì mình sẽ được chốt giá sale. Không chia sẻ là không được chốt giá sale đâu nha cả nhà ơi. Chia sẻ giúp shop 3 lần nha. Chia sẻ lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai shop tư vấn cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn, 1354 sale luôn. Còn 159.000 đồng. Rồi lên cho mình các em đầm này đi. Đầm này hình như em còn shop hoa lại thêm được một size nữa nè, bình thường có size M thôi, nay được thêm một size nữa. Chờ em xíu cả nhà nha, chuyển thêm cho mình xem một cái mẫu khác nữa. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một em đầm khác nữa nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1360. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1360 cả nhà ơi, hôm nay em sale luôn còn 99.000 đồng nha cả nhà. 99.000 đồng mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1360 sale luôn. 99.000. Sale luôn 99.000 đồng mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1360. Chị khách nào chưa có đồng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. 1360 với số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Rồi 1360 với số điện thoại cho em cả nhà, em chốt đơn cho các chị mình luôn. Với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Đó, đầm này chất von. Von lụa hai lớp kèm một cái túi khóa kéo phía sau. Nền vải màu rêu và có phối hoa cho mình là màu đỏ tím nha. Mẫu đang mặc trên người 1360, em còn hai size, size M và size L. Còn hai size cuối cùng M và một cái L. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm cho em 1360 với số điện thoại cho em liền, chỉ có 99.000 đồng thôi. Đầm này dễ thương quá cả nhà, nhìn cái là mình mê ngay. Đây là một trong những mẫu đầm mà em bán rất là chạy luôn đó. Rồi đầm này em còn cho mình size M là nhiều nè, size M còn được hai mấy cái, với lại một cái size L cuối cùng thôi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1360. Chị nào đặt hàng comment phía dưới cho em 1360 với số điện thoại cho em, bên em tư vấn và chừa hàng chừa size cho cả nhà mình luôn ha. Rồi còn size M và một cái L nha cả nhà ơi. Em chúc đơn cho các chị mình luôn, với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi nha. 99.000 đồng mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1360 nha cả nhà. Đầm đang mặc trên người
mã sản phẩm là 1360. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm 1360 với số điện thoại cho em tư vấn cho mình luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em nào khác nữa. Đây, lên cho mình cái đầm này đi. Đầm hoa, đầm này còn có mấy size à? Đầm này lẻ size rồi cả nhà ơi. Mấy cái đầm mình shop em nó lẻ size hết trơn rồi. Chị Hoàng Kim Quỳnh 54kg hả chị? 54kg có thể mặc vừa nếu như em của mình dưới 73, tại vì đầm này cái phong nó hơi nhỏ một xíu. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem mẫu khác nữa nha. Ơn mẫu đầm nào đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn nha cả nhà ơi. Rồi đây tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1367 nha cả nhà. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1367 cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi, tay ngắn cho mình, bo eo, dáng đầm phơn xòe. Em may cho mình là một lớp kèm thêm hai cái túi tháo kéo phía sau nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1367. Đầm đang mặc trên người 1367 hôm nay em sale luôn 179.000 đồng. 179.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1367. Đẹp mê luôn cả nhà. Cái em đầm này nó bị lẻ size rồi nè. Chị nào chưa có tranh thủ đặt hàng sớm cho em nha. Bên em tư vấn và chị hàng chữa size luôn. Ủa cái này là gì? Rồi 1367 hiện tại em đang có cho cả nhà mình là size M, size L và size 2XL. Size M, size L và size 2XL thôi nha. Chị nào mặc size XL thì mình đổi sang size 2X dùm em nha cả nhà ơi. Rồi đầm này thì không có may về lại nữa. Mấy cái đầm mà em bán qua rồi á, nó lẻ size nè, hoặc nó hết hàng là em sẽ không có may về lại nha cả nhà. Và toàn bộ hàng đợt sau thì nó sẽ khác hàng đợt trước. Em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1367 nha. 1367 hôm nay em chốt đơn cho cả nhà mình luôn, với mức giá chỉ có là 179.000 đồng. Các chị mình đặt hàng đừng quên chia sẻ livestream của em nha. Các chị mình chia sẻ lên tường nhà của mình nè, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai bên em tư vấn chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1367. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1367 nha. Đầm caro vàng phía sau bao nhiêu vậy em? Cái đầm này hả chị? Cái đầm này 349.000 nha. Đầm này 350 chị yêu nha. Rồi em có rất là nhiều mẫu caro luôn á chị. Đây caro đen trắng nè, caro đen trắng nè, caro màu màu đỏ cam nè, caro màu hồng nè. Đó. Rồi, còn nhiều lắm nhưng mà giờ chưa thấy. Đây, caro màu xám xám nè. Body xám xám này thì giá của nó sẽ là 99.000. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người nha. Em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1360 nha cả nhà. Đầm ồ quên, 1367. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1367 nha cả nhà. Em còn hai size, size M, size L và size 2XL. Em chốt đơn luôn 179.000 đồng. 179.000 đồng cả nhà nha. Hàng đẹp chuẩn mẫu, cả nhà mình nhận được hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha cả nhà. Rồi mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1367 hôm nay các chị mình đặt hàng em sẽ sale luôn. Cho xem váy kẻ xám. Rồi váy kẻ xám này đang sale còn 99.000 nè cả nhà ơi. Cái đầm này các chị mình mua em có tặng phụ kiện luôn nha. Một cái phụ kiện rất là đẹp, một chiếc phụ kiện rất là đẹp luôn. Đó, rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1367. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm của 89 hay 98 bên này. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1367 nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em, bên em tư vấn và chị hàng về size luôn. Rồi kẻ to bên là sao chị? Có loại nào dài qua, có mẫu dài qua gối không? Mẫu nào cũng dài qua gối mà chị. Mấy cái mẫu này cũng dài qua gối của em mà phụ gối của em luôn á. Em cao 1m66 nha. Tại nhà mình cứ canh theo chiều cao của mình đặt hàng nha. Còn nếu như chị thích dài hơn nữa thì em có mẫu maxi này nè. Em có mẫu maxi này đang sale nè chị ơi. Mẫu maxi này đang sale. Mẫu 1360 dài bao nhiêu phân? Để em đo thử cho mình nha. 1367 này thì em thấy dài nè. Em cao 1m66 thì sẽ mặc phụ gối của em. 1367. Hay da, đứng thẳng người lên mới được. Rồi chờ em xíu nha. Rồi, nó dài tầm 97 cm chị yêu nha.
Chiều dài của nó là 97 nha chị, 97-98 nha, tầm đó. Rồi em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là 1367 nha cả nhà ơi. Em chốt đơn cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 179.000 đồng. Rồi 179.000 đồng nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái đầm khác nữa. Ơn mẫu đầm nào có việc đặt hàng sớm nha em, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai luôn nha. Rồi đây, thay thêm cho mình xem cái em đầm này. Mẫu này mã sản phẩm là 1389 nha cả nhà. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1389 cả nhà ơi. Đầm này hôm nay em chốt đơn luôn, giá chỉ có 99.000 đồng thôi. 40 cho tới 58 kg nha. Rồi hello Trần Uyên nha. Em chào chị Long Nguyễn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1389. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1389 nha cả nhà. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Tay ngắn nha cả nhà ơi, dáng đầm ôm suông nha. Và cái đầm này sẽ có tặng phụ kiện cho cả nhà mình luôn. Một cái đầm kèm thêm cái phụ kiện mà chỉ có giá 99.000 đồng thôi. Cả nhà mình đừng quên chia sẻ livestream cho em nha, 3 lần. Chia sẻ lên tường nhà, vào nhóm và để với chế độ công khai em tư vấn chốt đơn nha cả nhà ơi. Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1389 nha. Rất là đẹp. Rồi. Váy kẻ vuông to màu xám. Đầm chấm bi đen trắng nha. Đầm chấm bi đen trắng là 359k, để xíu nữa mặc cho mình xem. Cái váy kẻ màu đen trắng này á chị. Đây, cái này là màu đen trắng nè. Còn cái em đang mặc trên người mới là màu xám. Rồi ok, để em mặc cho chị coi nha. Cái em đang mặc trên người đang sale còn 99.000 nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1389. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1389. Hôm nay các chị mình đặt hàng em sẽ sale luôn còn 99.000 đồng. Hàng này chắc chắn là các chị mình đã biết rồi. Vải rất là đẹp luôn. Có chị nào nhận được hàng cái mẫu đầm này chưa ạ? Vải dày, cầm lên là nặng tay luôn. Và có tặng cái phụ kiện xịn sò luôn. Cái phụ kiện này rất là chắc chắn luôn nha cả nhà, dày cộm cho mình luôn nè. Đẹp mê ly như thế này mà chỉ có 99.000 đồng thôi. Đây là một trong những mẫu đầm mà em đặc biệt chọn lựa để sale cho mình. Và vải của nó hoàn toàn là rất là đẹp. Vải dày, co giãn nhiều cho mình luôn. Và mặc rất là thoải mái nha cả nhà. Kèm thêm hai túi rồi mà chỉ có 99.000 đồng thôi. Thì cả nhà mình tranh thủ đặt hàng sớm nha. Và em chỉ sale duy nhất trong bài live stream này thôi hả. 1389 hôm nay sale mạnh cho mình còn 99.000 đồng thôi. 99.000 đồng, chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. 1389 kèm số điện thoại bên em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Rồi 99.000 đồng cả nhà ơi, 99.000 đồng mẫu đang mặc trên người 1389. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1389 nha. Sọc caro màu xám xám nha cả nhà. Rất là đẹp cho mình luôn. Vải dày, co giãn nhiều, không có sợ nhăn nhầu chạy nhau vải gì hết. Co giãn rất là nhiều. Và cái em đầm này 99k, cả nhà mình cầm lên tay, cả nhà mình rất là mê luôn. 40 cho tới 58kg. Và em tối đa thì em tầm 78 đổ về. Em may một lớp kèm hai túi khóa kéo phía sau nha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1389 nha cả nhà ơi, 99k, 1389, 99.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1389 với số điện thoại cho em, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Đặt sớm có đơn sớm nha cả nhà ơi, đặt hàng chậm hết hàng rất là uổng luôn nè. 1389 xem mạnh cho mình luôn, 99.000 đồng. Bây giờ thì em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái đầm khác nữa nha. Chờ em xíu nha các chị ơi, thay tiếp cho mình xem một cái em đầm khác. Sọc caro to này thì cũng đang sale. Sọc caro to mã sản phẩm là 1376 nha cả nhà. Mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1376. Đầm này thiết kế là cổ vét, tay ngắn, bo eo, dáng đầm phong xòe, may một lớp kèm thêm cái túi khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1376 cả nhà nha. Chị đang chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, chất poly hai da, có co giãn 4 chiều nha cả nhà. Rồi mẫu đang mặc trên người 1376. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em nha. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Rồi mẫu đang mặc trên người 1376.
Đầm đang mặc trên người 1376, hiện tại em đang có cho cả nhà mình là đủ size. 1376 hiện tại em đang có cho cả nhà mình là đủ size nha, size M, size L, XL với lại 2XL. 40 cho tới là 66 kg mặc vừa, 40 cho tới 66 kg mặc vừa nha cả nhà ơi. Chất poly hai da co giãn 4 chiều cho mình luôn. Phần cổ nè, cổ vét phối nút, nút kết điệu cho mình. Đây, phía trên này cái túi rẻ nha. Còn đây là túi thật nè, mình đựng đồ vào được luôn. Chỉ có giá là 149.000 thôi. 149.000 đồng mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1376 149k. Vải poly là vải dày nha cả nhà, vải poly dày dặn nha. Em chốt đơn luôn 149.000 đồng đủ size M, L, XL với lại 2XL. 40kg cho đến là 66kg, eo tối đa là eo tầm 86 đổ về thì mình sẽ mặc rất là đẹp luôn. Mà chỉ có giá là 149k cho các em đồng vest này thôi nha. Vest hàng poly mà chỉ có 149.000 đồng thôi. Chị nào chưa có nhanh tay lên đơn cho em. 1376 với số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. Rồi 1376 với số điện thoại đặt liền, bên em tư vấn chốt đơn cả nhà ơi. 149k. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà, mình cùng xem một cái đầm khác nữa ha. Ưng ý đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em. Cả nhà mình đừng quên chia sẻ like cho shop 3 lần nha cả nhà ạ. Nãy giờ em thấy có rất là nhiều chị đặt hàng nhưng mà mình không có chia sẻ live stream, không một lượt chia sẻ nào luôn cả nhà ơi. Chia sẻ lên tường vào nhóm và đều với chế độ công khai. Nếu như cái gì mình không chia sẻ thì toàn bộ đơn là em sẽ không có chốt và không có gửi đi với giá rẻ nha cả nhà. Cái giá này là đợt dịch này là em đang sale rất là rẻ luôn. Bình thường em bán 300 mấy không à. Bây giờ các chị mình đặt hàng, em chốt đơn của mình chỉ có 100 mấy thôi, từ 100 mấy đổ xuống thôi, mấy chục ngàn cũng có. Cả nhà mình tranh thủ chia sẻ cho em 3 lần cả nhà nha. Nổi tiếng rồi cả nhà ơi. Mà mới có một chị chia sẻ thôi. Nổi tiếng rồi mà chỉ có một chị chia sẻ thôi à. Cả nhà mình chia sẻ like cho em nha, lên tường và nhóm và điện với chế độ công khai. Chị Lan Lê có cái nào dài 110cm không? Có chị, 110-120 có nhiều chứ. Có nhiều chứ chị. Đây cái đầm này nè, dài 120. Để mà thử cho chị coi nha. Muốn em lên mẫu đầm nào hoặc là mình thắc mắc thì mình cứ việc hỏi em nha cả nhà ơi. Các chị mình không comment là em cứ mặc theo ý mình không à. Cả nhà mình muốn xem cái đầm như thế nào mình cứ việc comment phía dưới nha. Ưng hợp thì mình đặt hàng, còn không thích thì mình có thể chọn mẫu khác. Bên em có rất là nhiều mẫu cho mình chọn lựa luôn. Đây em lên cho mình cái đầm này dài, rất là dài luôn nè. Tiếp tục mẫu em đang mặc cho người, mã sản phẩm là 1336. Đầm em đang mặc cho người, mã sản phẩm là 1336 nha. Đầm này cổ tròn, tay ngắn cho mình bo eo, dáng đầm phơm xòe. Đầm này hôm nay các chị mình đặt hàng em sẽ sale luôn cho mình nha. 1336 em sale cho cả nhà mình còn 179.000 đồng. Đầm này là cái đầm maxi 1336. Rồi mẫu em đang mặc cho người 1336 cả nhà ơi. Đầm này thì dài nè chị, dài chất liệu vải von, chất liệu vải á, lụa mango. Đầm này chất lụa mango nha cả nhà ơi, may một lớp khóa kéo phía sau cho mình ha. Rồi em sale luôn cho cả nhà mình là 179.000 đồng, 40-55kg nha. Đồng này bán cực kỳ chạy cả nhà ơi. Đang sale còn 179.000 đồng, giá cũ em bán 350. Chị khách nào đặt hàng lên đơn cho shop luôn. 1336 với số điện thoại nền đen có phối với mình hoa hồng nè. Ba em dán xòe một lớp, khóa kẽ phía sau. 179.000 đồng sẽ kho luôn cả nhà. Chị nào chưa có đồng này đặt hàng sớm cho em. Giá cũ em bán 300-350 không à cả nhà. Hôm nay các chị mình đặt hàng em sale luôn nha. 179k. Rồi 179k. Với lại em có cái mẫu đầm này nè chị ơi. Em có cái đầm 5 mảnh đấy nè. Em có cái đầm 5 mảnh đấy nè chị. Em đang sale luôn. Mà nó cũng dài tầm 110 luôn á chị ơi. Dài cho mình luôn ha. Rồi chị nào chưa có đầm này thì mình đặt hàng sớm cho em. Mẫu đang mặc trên người 1336, đầm này dài này cả nhà, 179.000 đồng. 1336 179.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Là 1336 với số điện thoại bên em tư vấn và chờ hàng chờ xa nha. Chất liệu vải lụa mango, vải mềm, mặc lên rất là thích. Chị còn chia sẻ 3 lần là mình nhận được giá sale nha cả nhà. Các chị mình đang theo dõi like của em, cả nhà mình chấm bài tương tác cho em cái nha. Đang theo dõi like của em, cả nhà mình chấm bài tương tác cho em cái nha. Cả nhà ơi, ưng đồng nào đặt hàng sớm cho em, bên em tư vấn chốt đơn. 1336 là 179k. Bây giờ em sẽ chuyển mẫu cho mình luôn nha cả nhà.
tranh thủ đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho mình luôn nha. Rồi đây tiếp tục chuyển thêm cho mình xem một cái em đầm khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1405. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Thị Bích Liên nha, cả nhà mình đang theo dõi like của em. Thì mình chấm bài cho em cái nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1405. 1405, chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em. Em sale cho cả nhà mình luôn là 159.000 đồng. Hàng này đầm 5 mảnh nha cả nhà ơi. Mẫu này đầm 5 mảnh cho mình, mã sản phẩm là 1405. Rồi, chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn. 1405 với số điện thoại 1405 40-66 ký, em có đeo tầm 86 độ về. Và em sẽ có cho cả nhà mình hai màu cho cả nhà mình dễ dàng chọn lựa luôn. Đầm chữ A 5 mảnh nha cả nhà ơi. Đầm này đầm chữ A nha, em có hai màu. Cả nhà mình thích màu xanh xanh than á, các chị mình thích cái nền vải màu xanh than á thì mình comment giúp em là 1404. Cả nhà mình thích cái nền vải là màu xanh xanh rêu như thế này thì mình comment cho em là 1405 nha. Và đồng giá cho mình luôn là 159.000 đồng. Từ 300 em giảm mạnh luôn, còn 159.000 đồng, có hai túi luôn nha cả nhà, có hai túi khóa kéo phía sau. Rồi chị nào chưa có nhanh tay lên đơn cho shop bên em tư vấn và chờ hàng chờ size. 1404 là nền vải màu xanh than, 1405 là nền vải màu xanh ngọc nha cả nhà. Một lớp hai túi phá kéo nằm đằng sau lưng cho cả nhà mình luôn, chỉ có giá là 159.000 đồng. 159.000 đồng nha cả nhà. Chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn. Xuất sắc cả nhà ơi, giá siêu hời, một cái giá siêu hời với cả nhà mình luôn. Rồi thấy bài like của em vô chấm bài tương tác cho em cái nha cả nhà. Ưng đầm nào mình đặt hàng liền cho em, anh em tư vấn chốt đơn. Bây giờ này cả nhà ơi, 1404 sẽ là màu xanh than, 1405 là xanh ngọc, dáng chữ A. Chị nào thích đầm chữ A có thể đặt hai mẫu đầm này. Em cầm mấy 65 nha, đầm này dài qua gối một khúc nha cả nhà. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn, 159k. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà, mình cùng xem các em đầm khác nha. Lên như cái đầm hoa nhỏ thì đi sale luôn cho cả nhà mình 99.000 đồng nha. Em chào chị Lê Hồng ạ. Rồi, phía sau lưng em thì có rất là nhiều màu, nhiều mẫu luôn. Quan trọng là các chị thích mẫu nào. Thích mẫu nào mình comment phía dưới em mới biết em mặc lên nha. Chứ trong một bài live stream thì mặc không hết nổi. Nó rất là nhiều, trong một bài live mà kéo dài 3-4 tiếng cũng mặc không hết nổi cả nhà ơi. Các chị mình cố gắng đặt hàng sớm nha em nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái đầm khác nữa. Rồi đây lên thêm cho mình cái em đầm hoa nhí. Sale luôn cho tất cả các chị mình với mức giá là 99.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1355 nha cả nhà. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1355. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1355 với số điện thoại em tư vấn chờ hàng nha. Von 2 lớp kèm 1 túi khóa kéo phía sau. Von 2 lớp kèm 1 túi khóa kéo phía sau, phần eo có đính đá cho mình luôn nha. Rồi 2 lớp 1 túi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1355 em sale luôn 99.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người 1355 em sale luôn cho cả nhà mình 99.000 đồng nha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm. Đầm này em còn size M 40-50kg, em tối đa tầm 70 độ về nha cả nhà ơi. Chất liệu vải von rất là dễ thương đúng không ạ? Có 99.000 đồng thôi các em đầm này nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1355. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1355 cả nhà mình, để được nhận giá sale cả nhà mình đừng quên chia sẻ livestream này của em nha. Mình chỉ cần chia sẻ có 3 lần thôi ạ. Chia sẻ lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai là mình đã được chút đơn giá sale ưu đãi rồi. Chị đầm chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em 1355 với số điện thoại cho em. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1355 chút đơn 99.000 đồng 40-50kg nha. Trước lời vải von thì phần tay này em không có lót nè, nhưng mà trong phần thân áo là em lót hết cho mình luôn nha. Lót không cô tông, mặc mát dễ chịu lắm. Đó, rồi eo có đính đá cho mình luôn, kèm một túi nha. 99.000 đồng, mẫu đây là một best seller của nhà em, nhìn thôi là mình muốn mua rồi đúng không? Nhưng mà hiện tại thì nó chỉ còn size M và em giảm giá từ 300, giảm mạnh chỉ còn 100. Ủa quên, giảm mạnh chỉ còn có giá là 99.000 đồng thôi. Em chào chị Khúc Miền nha, chào cả nhà mình mới vô nha. 1355 em sale nha cả nhà ơi, 99.000 đồng, 40-50kg, eo tới là 70 độ về ha. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đồng khác nữa.
ơn mẫu đầm nào mình đặt hàng sớm cho em lên cho mình đầm hoa hồng nha cả nhà, đầm hoa hồng, sơ mi hoa hồng. Nhưng hôm nay các chị mình được nhận một cái giá rất là rẻ luôn. Vô livestream chơi với em cả nhà ơi, chị nào còn đặt hàng được mình cứ đặt, còn đặt hàng được cứ đặt, còn không đặt hàng được thì mình xem cho vui cũng được. Rồi các chị mình đặt hàng thì mình chia sẻ like cho em 3 lần nha, lên tường vào nhóm mà đẹp với chế độ công khai bên em tư vấn cho hàng luôn. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác nữa nha. Các chị mình cứ theo dõi like cả nhà ơi. Chị nào mà mình vẫn còn đặt hàng được thì mình cứ đặt, còn không đặt hàng được thì mình xem với em cũng được luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1368 nha cả nhà. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1368 nha. Chị nào chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn là 1368 với số điện thoại đặt hàng liền bên em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho các chị mình ha. Rồi hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà mình các em đồng sơ mi này với mức giá là 159.000 đồng. Rồi 159.000 đồng mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1368. Mẫu đang mặc trên người 1368, chị nào chưa có đồng này đặt hàng sớm cho em. Đầm này nó lẻ sai rồi cả nhà, có co giãn nhẹ nha. Một lớp kèm hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng. Nền đen có phối với cả nhà mình hoa hồng. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1368 nha. Đầm đang mặc trên người 1368. Chị khách nào chưa có đầm này nhanh tay lên đơn, chất liệu vải lụa mango nha cả nhà. May một lớp ha, kèm thêm hai cái túi khóa kéo nằm đằng sau lưng. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người 1368. Rồi đầm này em sẽ còn cho mình size M, size XL với 2X thôi. Đầm em hết size L rồi nha, nhưng mà form của nó em thấy nó hơi nhỏ. Cho là bình thường chị khách nào mặc size L thì mình có thể đặt size XL mình mặc vẫn vừa nha cả nhà. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1368. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1368 với số điện thoại bên em tư vấn chưa hàng nha. Chỉ có giá tiền là 159.000 đồng thôi, 159.000 đồng, nhanh chóng lên đơn cho shop nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác nữa nha. Rồi có mẫu nào dài không? Có nha chị nha, lên váy kẻ đi em. Ok, chị yêu mình luôn, thích váy kẻ thì em lên váy kẻ, váy dài em cũng có luôn nha, váy dài váy kẻ thì em cũng có cả nha. Rồi chị nào chưa có váy kẻ thì em mới mặc qua rồi nè, đây em có xem cho mình mấy cái mẫu váy kẻ này nữa nè chị ơi. Ôi cái mẫu váy kẻ này hiện tại em lẻ size mất tiêu rồi, cái váy kẻ này hiện tại em lẻ size mất tiêu rồi, rất là xinh luôn, đang xem còn có 130 à. Rồi chờ em xíu nha, thay cho mình cái váy kẻ. Váy dài cũng có luôn nha, chị thích dài tới đâu của mình. Mình cao bao nhiêu ạ? Mình cao bao nhiêu và mình thích dài tới đâu? Em cao 1m66 nha, đầm này sẽ phụ vớ của em luôn. Đó, còn nếu như mà thích maxi dài thì hồi nãy em đã mặc cho mình một cái maxi dài rồi nè. Cái đầm này cũng dài, đang sale 99k nè. Với lại em có một cái mẫu maxi mới vừa về hàng. Em có cái mẫu maxi mới vừa về hàng rất là dài luôn cho mình. Tay nó đây. Cái mẫu maxi này nó rất là dài luôn. Giá của nó là 349.000 nha, màu rêu. Mới vừa về hàng. Đây. Siêu dài cho mình luôn nè chị. Em sẽ bán cho đây nha. Đó, thích mặc cái maxi dài này thì mình comment phía dưới cho em sẽ mặc lên cho mình xem thử. Rồi còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1368. Hôm nay thì em sẽ sale luôn cho cả nhà mình 159.000 nha, 159.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái đầm khác nữa. Chờ em xíu nha cả nhà, lên váy kẻ cho mình nha. Ưng mẫu nào đặt hàng sớm sớm nha nha cả nhà ơi, bên em tư vấn chưa hàng luôn. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1379. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1379 nha cả nhà. Đầm này cổ tròn tay ngắn nha, dáng đầm chữ A. Đầm này thì chất liệu vải của nó là vải vải cara sọc nha cả nhà. Đầm này chất liệu vải cara sọc nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1379. Đầm này vừa tới gối của em, tại vì cái dầm này cái dáng của nó to nè. Form chữ A nó hơi to, may vừa tới gối cho nó vừa đẹp, may dài quá thì nó lại bớt đẹp một chút. Rồi 1379 là màu đen, 1380 sẽ là màu xanh nha. 1379 là màu đen, hiện tại em chỉ còn size M thôi. Đó, chị nào chưa có đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm cho em, bên em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn. Mã số với số điện thoại cho em là ok cả nhà nha. Tranh thủ đặt hàng thật là sớm cho em, bên em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn nha.
mã hàng với số điện thoại cho em là ok. Kỳ nhỉ. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1379 nha cả nhà, còn này 1380 nha. 1379 là mẫu em đang mặc trên người nha, 40-55kg nha cả nhà. 1379 40-55kg. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm thì dùng em tư vấn chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là ok. Các chị mình chờ em một chút xíu nha. Ủa nó mất tiêu rồi. Ủa cái trang nó đâu mất tiêu rồi trời. Chờ em một chút nha cả nhà ơi. Nó nằm đâu rồi? Ủa? Ủa cái nhóm nó mất tiêu rồi trời. À đây nè. À 1379. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm cho em nha cả nhà. 1379 là mẫu đang mặc, 1380 mẫu đang cầm, tuy rằng chỉ còn size M nhưng mà 40 tới 55 kg mặc vừa. Và eo tối đa là eo tầm 75 đổ về nha cả nhà ơi. Có thể là được eo 80 85 luôn á, nhưng mà em chỉ tính eo 75 thôi. Tại vì đầm này đầm chữ A, mình mặc rộng rộng nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Trước là tại cara sọc nha. Hai mẫu là hai mã số khác nhau, hai màu là hai mã số. 1379 là màu đen, 1380 sẽ là màu xanh nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn chưa hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. 139.000 đồng nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình cái em đầm dài. Đầm này dài mà đang sale còn 99.000 nè các chị ơi. Đó, với lại em có cái đầm này nè. Đầm maxi. Đầm maxi thì chị nào yêu cầu mới mặc nha. Đầm này 349, chị nào muốn xem yêu cầu thì em sẽ mặc. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ông đầm nào đặt hàng sớm sớm thì dùng em nha cả nhà ơi. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. Rồi bây giờ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Đây. Tiếp tục mẫu của em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1346, 99.000 đồng. Mẫu của em đang mặc trên người là 1346, em sale luôn nha, 99.000 đồng. Mang kem trả. Là mẫu nào chị? Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346, đang sale luôn còn 99.000 đồng. Đầm này cổ tim nha, nền vải là màu nâu, có phối với mình hoa. Đầm này là bảy mảnh, đầm này em may 7 mảnh là. Em chốt đơn cho cả nhà mình luôn, với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346 nha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1346 sale luôn. Còn 99.000 đồng. 1346 xe luôn còn 99.000 đồng, 40-52kg, eo tối là eo 73, eo 72-73 độ lại, mình mặc rất là đẹp luôn. 99.000 đồng, mẫu đầm này đầm chữ A 7 mảnh nha cả nhà. Phía trước em may 3 mảnh như thế này, phía sau là 4 mảnh cả nhà nha. Trước lụa mango vải mềm, mặc rất là mát cho cả nhà mình luôn ạ. Nền vải màu nâu và có phối với mình hoa hồng màu cam cam nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1346 99.000 đồng. 1346 99.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em đầm 7 mảnh cả nhà nha. Mã sản phẩm là 1346. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1346 với số điện thoại bên em tư vấn chưa hàng luôn. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa. Bây giờ lộ đầm lên cả nhà ơi, không biết là mẫu nào luôn á. Rồi thôi lên cái đầm này đi, vừa dài vừa sang, cả nhà mình có thể là mặc đi làm cũng được luôn. Màu cam, màu cam này em thấy ít shop may nè. Anh shop em may cho mình cái màu cam này, mặc lên rất là tươi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1346 nha. Em sale luôn cho cả nhà mình với mức giá chỉ có là 99.000 thôi, 99.000 đồng nha. Dài luôn, dáng chữ A 7 mảnh cho mình luôn ạ. 40-53kg, em 73 đổ về. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem cái em đầm này. Mẫu này mã sản phẩm là 1397 nha cả nhà. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1397. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vest nha.
cổ vest tay ngắn bo eo dáng đầm phông xòe, em may một lớp nha cả nhà, kèm thêm cái túi khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mà sản phẩm là 1397 nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1397 với số điện thoại. Rồi đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1397, chị nào chưa có là mình đặt hàng sớm. Hàng này thì đây là hàng em mang xuất khẩu. Và hiện tại em đang có cho cả nhà mình đủ size nha, MXL với lại 2XL. MXL với lại 2XL 40kg đến 65kg có đơn hàng, chất cô tông lạnh nha cả nhà. Hôm nay kẻ một em đầm vest này rất là dài nha. Cái đầm này là dài 101 nè cả nhà. Cái đầm này dài 101 nè, em sale luôn cho mình giá 199.000 đồng, mã sản phẩm 1397 sale luôn 199.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền luôn 1397 với số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Một cái màu cam nhìn rất là đẹp. Một cái em đầm màu cam nhìn rất là đẹp luôn mà chỉ có giá tiền là 199.000 đồng thôi. 199.000 đồng, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1397. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm cho em, bên em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Cổ vest có phối với mình cái nút cùng màu cam luôn. Đó, em mang một lớp nè, kèm thêm cho mình thêm cái túi khóa kéo hay nằm đằng sau lưng, mã sản phẩm là 1397 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1397 với số điện thoại cho em nha cả nhà. 1397 với số điện thoại đặt liền 199.000 đồng cho chị Út Yên. Còn chị nào đặt hàng nữa lên đơn sớm cho em nha. Chị Trần Đan 52kg, chị mặc xanh L cái mẫu đầm này. Và em đầm này chỉ có một màu duy nhất, một lớp kèm một cái túi khóa kéo hay nằm đằng sau lưng như thế này. Mã sản phẩm là 1397 nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Lên cho mình cái em đầm chấm bi. Em đầm chấm bi này hiện tại đang sale rẻ nè cả nhà ơi. Cái em đầm chấm bi này hiện tại đang sale rẻ lắm luôn nè. Rồi còn em đang mặc trên người mã 1397 nha. 1397 hôm nay các chị mình đặt hàng sale luôn 199.000 đồng nha. 199.000 đồng. Đặt hàng đồng này comment phía dưới cho em trước lời vải cô tông lạnh như cả nhà. Vải này dày. Vải này dày mặc rất là sang, phù hợp cho các chị mình mặc đi tiệc và mặc đi làm công sở văn phòng. 199k thôi. Rồi một màu duy nhất cho mình nha. Đầm này trước đó em có về cũng nhiều màu lắm rồi nhà. Nhưng mà đợt này em may về cho mình được có cái màu cam thôi. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm nha cả nhà, mình cùng xem một mẫu khác nữa ha. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1361. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1361 cả nhà ơi. Đầm này nó mềm. Đầm này mềm. Dán body đi tiệc nha cả nhà. Chấm bi, chất Etasi kim tuyến ánh nhũ chấm bi. Mà ánh nhũ này thì màu vàng đồng. Ánh nhũ này màu đồng nha cả nhà. Nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn trên line nhé. Vải mềm mà có độ rũ. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1361. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm, em sale luôn còn 169.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1361. Ủa 159.000 đồng nha cả nhà ơi. 1361 159.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm qua đây thì nó nằm trong top bán chạy đó cả nhà. 1361. Qua này cái đơn này đi nhiều nè. 159.000 đồng. Đầm đi tiệc cho mình. Mặc rất là mềm, mát, dễ chịu, thoải mái với mình luôn. Đó, cổ đắp chéo nha. Tại vì mình thích mặc cổ sâu thì mình để cổ sâu như vậy. Không thích mặc cổ sâu mình chỉnh cao được. Chỉnh cao được cho em nha cả nhà. Thích mặc cổ sâu thì mình chỉnh thấp thấp xuống nha. Còn thích mặc cổ thấp thì mình chỉnh xuống một chút xíu để mình tùy chỉnh được nha cả nhà, mình tùy chỉnh được. 159.000 đồng, mẫu em đang mặc trên người 1361. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1361 nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1361 với số điện thoại. Trời ơi, sao lâu quá vậy? À, 1361 với số điện thoại cho em sale luôn 159k. 1361 với số điện thoại cho em sale luôn 159.000 đồng. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em nha là 1361 với số điện thoại đặt hàng liền, em tư vấn chưa hàng. Nền đen chấm bi nha cả nhà, nhìn dáng của mình sẽ gọn hơn nè. Tay lỡ cho mình luôn ha, bo eo dáng body, chân váy em may cho mình giống như cái nụ nè. Còn phần cổ đắp chéo này thì cả nhà mình yên tâm, ngực của mình to mình mặc lên hả vẫn rất là đẹp luôn, vừa đẹp. Còn người của mình bé thì mặc là ok nha, nó sẽ ôm cái vòng một của mình. Rồi đầm này hôm nay em sẽ sale nha cả nhà, với mức giá chỉ có là
159.000 đồng 40-66kg, eo tối đa 86 đổ về. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1361. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1361 với số điện thoại cho em là ok ha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một em đầm khác nữa. Lên cho mình đầm sọc nha cả nhà ơi. Đầm sọc dán body công sở. Đầm sọc dán body công sở lên luôn cho mình mẫu này nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1361, có chị nào lên đơn không? Tranh thủ lên đơn em tư vấn cho mình luôn nha. 1361 với số điện thoại cho em 159.000 đồng, 159.000 đồng cho chị Phương Nguyễn luôn. Chị nào chưa có thì mình có việc đặt hàng thật là sớm. Và các chị mình đừng quên là chia sẻ like cho em 3 lần. Chỉ cần 3 lần chia sẻ lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai bên em tư vấn chốt đơn cho mình luôn. Giá ưu đãi cả nhà ha. Tiếp tục chuyển thêm cho mình xem một cái em đầm khác. Đây, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1383. Em làm này em bị lẻ sai rồi nè các chị à. Có chị nào chưa kịp đặt hàng cái mẫu này không? Đầm này là đầm body công sở vong với Hàn Quốc. Có chị nào chưa kịp đặt cái mẫu này không? Em lẻ sai mất tiêu rồi nè. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1383. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1383. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1383 với số điện thoại cho em ha. Rồi đầm này em sẽ còn cho mình là size ML. 1383 em chỉ còn size ML 40 cho tới là 56kg, em tối đa tầm 76 độ về. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1383. Đầm công sở phong giá Hàn Quốc đẹp quá cả nhà ơi. Sập cho mình ha, phối cho mình nút phía trước kèm hai túi luôn. Đầm này bán cực kỳ chạy cả nhà. Sau một thời gian là ngày nào em cũng lên em cũng báo dạ đầm này còn đủ sai tại vì hàng này em may xuất khẩu cả nhà ơi. Nhưng mà đợt dịch này thì xuất khẩu không vượt được. Và hiện tại thì em chỉ còn cho mình là size M và size L thôi. Size M và size L thôi, qua đây có rất là nhiều chị hỏi em đầm này size XL và 2X nhưng mà không còn cả nhà. Đầm này em sale rẻ nha, 199.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1383. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em, comment ngay cho em 1383 kèm số điện thoại. Comment ngay cho em là 1383 kèm số điện thoại, em sale luôn cho cả nhà mình là 199.000 đồng. Đừng quên chia sẻ like cho shop 3 lần. Sọc nhỏ nhỏ này cả nhà ơi, nhìn dáng của mình sẽ gầy hơn nè. Form dáng Hàn Quốc cho cả nhà mình ha. Kèm thêm cho mình hai cái túi nữa. Xe mạnh luôn 199.000 đồng thôi, 199.000 đồng. Cả nhà mình đang theo dõi livestream của em, cả nhà mình chấm bài tương tác cho em cái nha. Ưng đầm nào thì mình đặt hàng thật sớm nha em, mình đang tư vấn chưa hàng luôn. Rồi, 1383 sale luôn 199.000 đồng. 1383 sale luôn 199.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này nhanh tay lên đơn nha cả nhà. Bây giờ em sẽ lên cho mình xem cái em đầm này đi. Đầm maxi dài. Em sẽ lên cho mình xem cái em đầm maxi dài nha. Nãy giờ các chị mình đang trông ngóng cái em maxi dài này lắm đúng không? Thì bây giờ thì em sẽ mặc cho mình xem cái mẫu maxi dài luôn. Đó, rất là đẹp cho mình. Một cái gam màu nhìn thôi là mình đã mê rồi. Đợt em về cho mình nhiều mẫu đẹp lắm cả nhà. Và chốt đơn cho mình luôn. Đợt này thì về cho mình nhiều mẫu đẹp nhưng mà số lượng ít á cả nhà ơi, tại vì dịch này nè, không có nhập được nhiều cho mình. Mẫu em đang mặc trên người 1383 nha, em sale luôn 199.000 nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ơn mẫu đầm nào đặt hàng sớm cho em, chia sẻ like cho shop 3 lần nha cả nhà ơi. Chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai shop tư vấn của mình nha. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1425. Đầm maxi rất là dài nha cả nhà. Nó rất là dài, chất liệu vải von cho mình luôn, dài thước tha luôn cả nhà ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1425. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm. Ôi, đâu rồi? Chị nào chưa có mình đặt hàng thật là sớm nha em nha, em tư vấn chưa hàng. Em muốn không chỉ hay gì rồi cả nhà ơi. Cho em xíu nha. Đâu vậy? Rồi, muốn cùng chỉ nè. Rồi ok, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1425 cả nhà nha. Đó, đầm này thì hiện tại em đang có cho cả nhà mình đó là 4 size đầy đủ luôn. Size M, size L, XL với lại 2XL, 40kg cho tới 65kg. Eo tối đa eo tầm 85-86 đổ về ha. Cổ tròn nè, cổ tròn cho mình tay lỡn nè, bao eo
dáng đồng phong xòe dài cho cả nhà mình luôn. Rồi, chất liệu vải này là vải von gân nha cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1425. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1425. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1425 với số điện thoại cho mà được nha. Chất von nha cả nhà ơi. Von này von gân, mềm, co giãn nhẹ. Đó, nền vải sẽ là màu xanh rêu và có phối với mình hoa màu hồng ruốc. Ba eo, dáng đầm xòe dài cho mình luôn. Em cao 1m65, đầm này dài gần tới cổ chân của em nè cả nhà. Xòe cho mình ha, đẹp xuất sắc luôn. Mẫu đang mặc trên người 1425, xòe rộng luôn cả nhà ơi. Cái đầm này tà váy xòe rất là rộng. Hai túi, đầm này đang sale còn 349.000 đồng nha cả nhà. Maxi thì thường thường giá dao động tầm 5-700 đúng không? Đầm này hôm nay em về hàng cho mình 1425. Em sale luôn cho cả nhà mình là 349.000 đồng. 349.000 đồng em đầm này nha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em. 1425 kèm số điện thoại cho em ạ. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1425. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1425 với số điện thoại đặt hàng liền bên em tư vấn và chờ hàng chờ size. Em may cho mình hai lớp luôn kèm hai túi khóa kế phía sau và em chỉ có một màu cho cả nhà mình thôi nha. Đầm dài cho cả nhà luôn. Vô chấm bài tương tác cho em, đồng thời chia sẻ liền cho em nha cả nhà ơi. Chia sẻ lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được luôn ạ. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1425 nha cả nhà. Đầm đang mặc trên người 1425. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em 1425 với số điện thoại. Các chị mình đặt hàng dùng đơn cho em 600.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc và đồng thời được tặng quà nha cả nhà ơi. Dùng đơn cho em 600.000 đồng sẽ được miễn ship và có quà tặng nha. Chị nào chưa có mình tranh thủ lên đơn cho em bên em tư vấn chờ hàng. Bây giờ thì em sẽ lên cho mình cái mẫu chấm bi nha cả nhà. Lên tiếp cho mình cái em đầm chấm bi. Hôm nay sale luôn cho các chị mình. Chấm bi này mã sản phẩm 1433 nha. Đầm này gần hết rồi nè. Rồi còn em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1425. 1425 là maxi dài. Giá của nó là 349.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1425 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. 1425 với số điện thoại cho em là ok nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ưng mẫu đầm nào đặt hàng sớm sớm cho em liền bên em tư vấn và chờ hàng chờ size nha cả nhà. Rồi đây thay thêm cho mình xem cái em đầm khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1433 cả nhà nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1433. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi, nền đen chấm bi. Em chào chị Sơn Thủy, em chào cả nhà mình mới vô. Trời ơi, em chờ mấy chị sáng giờ luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1433 nha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em, bên em tư vấn chốt đơn. Ở bên chị Sơn Thủy có ổn không ạ? Rồi, mẫu em đang mặc trên người nha, 1433. Đầm này chiếc xốp thái. Mình sờ lên đó thì mình sẽ cảm nhận được ngay cái độ gợn sóng li ti của nó. Em may hai lớp kèm thêm hai cái túi nha. Khóa kéo sẽ nằm đằng sau lưng. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1433. Em sale luôn cho cả nhà mình, chỉ còn có giá tiền là 349 ngàn thôi. Đầm chấm bi cổ sơ mi nha. Đầm này lên form rất là sang nha cả nhà và chỉ có một màu duy nhất thôi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1433. Đầm đang mặc trên người 1433. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn 1433 với số điện thoại cho em nha cả nhà. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn. 1433 với số điện thoại em lên cho mình cái mẫu đầm này nha. 1413. Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1433 cả nhà ơi. 1433 349.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em, bên em tư vấn chưa hàng luôn. 1433 với số điện thoại cả nhà nha. Chất xốp thái. Đầm may hai lớp kèm hai túi, form siêu sang cho mình luôn. Đầm dài nè, tà váy rộng, cả nhà mình mặc lên là không có sợ lồ bụng lồ đùi gì hết luôn. Giá của nó là 349.000 đồng nha, mã sản phẩm 1433. Hồi nãy á, đầu like thì có chị nào mà comment cho em nói là em ơi mặc đầm chấm bi đi, nhưng mà đợi tới tầm này mới mặc á cả nhà. Rồi giá của nó là 349.000 đồng nha, lên form rất là sang luôn. Mã là 1433. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình cái đầm hoa theo nha. Em lên cho mình cái em đầm ren hoa theo. Ren hoa theo này mã sản phẩm là 1413 nha cả nhà.
Tiếp tục thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một em đầm khác nữa. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1413 cả nhà ơi. Riêng hoa theo ba cái đầm rồi, hai đầm vết mặt đẹp, đầm đuôi cá 2X chật ngực. Rồi, biết thế nào cũng chật ngực của chị Sơn Thủy mà. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1413 nha cả nhà. 1413 là mẫu đang mặc nè. Đầm này ren hoa theo cả nhà nha, tay lỡ cho mình ạ. Chất liệu vải này vải chiếc phong nha. Em may cho cả nhà mình hai lớp nè, kèm thêm cho cả nhà mình là hai cái túi khóa kế phía sau. Rồi em cảm ơn chị Trần Nga nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1413, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1413. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. Em cũng muốn bị chật ngực đó chị Sơn Thủy ơi. Em cũng muốn mặc cái đầm nào cũng bị chật ngực hết trơn á. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1413 nha cả nhà. Đầm này chất liệu vải ren nha, ren nè, phối hoa theo cho cả nhà mình đây. Em may cho mình hai lớp nha, kèm hai túi khóa kế phía sau. Và đầm này ngày hôm nay các chị mình đặt hàng em chốt đơn là 299.000 đồng. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1413 nha cả nhà. 1413 sale ngay 299.000. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1413 với số điện thoại cho em là ok cả nhà ơi. 299k nha. Hai lớp, hai túi, khóa kế phía sau, xinh lắm nha cả nhà. Đây, ren nè. Ren phối hoa theo. Đó, đen lưới phối hoa theo cho mình như thế này. Em mặc trên livestream sao bên ngoài y chang vậy nha. Cả nhà nhận được hàng được kiểm tra trước khi thanh toán. Dùng đơn 600.000 đồng được miễn ship và có thêm quà nữa. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1413 nha. 1413 nha. Tháo hết bốn cái đường em vẫn không vừa. Chị Đơn Thủy rồi. Cái này là em bó tay rồi. Cái này là em bó tay luôn rồi. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1413 nha, giá là 299.000 đồng. 299.000 đồng. Em lên cái đầm này sale 99k nha cả nhà. Cả nhà mình chờ em chút xíu nha. Thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem một em đầm khác nữa. Rồi, tiếp tục nha, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm. Cổ tim nha cả nhà, cổ tim có phối với mình nút gỗ phía trước như thế này. Tay lỡ bo eo dán đầm phơn xòe, may một lớp kèm hai túi khóa kế phía sau nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325. Em sale luôn. Còn 99.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325, em sale luôn còn 99.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1325 với số điện thoại cho em là ok cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1325. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1325 nha. Đầm này khá là dài, chất lụa mango, nền đen có phối với mình bông lúa nha. May một lớp, hai túi khóa kia là 99.000 nha cả nhà. 1325 99.000. Để em xem đầm này còn bao nhiêu size. Ủa sao rồi, 1325 đâu rồi? 1325 kỳ vậy, chờ em xíu nha cả nhà nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325 cả nhà ơi. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn nha. Kỳ vậy trời. Rồi nhập vô hết rồi không? Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325 cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em 99.000 đồng nha. 1325 là 99.000 đồng. 1325 là 99.000 đồng nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1325. Sale luôn 99.000. Rồi, chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em 1325 với số điện thoại cho em. Em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là ok nha cả nhà ơi. Rồi, tranh thủ đặt hàng sớm sớm là dùng em tư vấn chờ hàng. Mẫu em đang mặc trên người 1325 99k nha cả nhà. Cả nhà mình chờ em xíu nha để em kiểm tra cái mẫu đầm này xem còn mấy cái. Cái laptop của em bị lắc quá cả nhà ơi. Mạng nó không có ổn định. Chờ em xíu nha.
Trời nó lắc quá, kiểm tra không được cả nhà. Rồi 1325 em chốt đơn nha, 99.000 đồng, may một lớp kèm hai túi, khóa kéo nằm đằng sau lưng, mã sản phẩm là 1325. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm 1325 với số điện thoại, còn xe ML 40 tới 55 kg, em 40 tới 56 kg, em tối đa em 66, eo 76 đổ về. Em tối đa tầm 76 đổ về nha cả nhà, mã sản phẩm 1325, 99.000 ha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem em đầm khác nữa. Đây body màu đỏ có cái đơ, lên body màu đỏ có cái đơ cho tôi tương xíu nha cả nhà. Nãy giờ lên mấy cái màu tối tối thôi mà, nãy giờ lên mấy màu tối tối à, giờ lên body màu đỏ cho tôi tương xíu nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1325. Chị khách nào chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn, là 1325 với số điện thoại cho em tư vấn chút đơn hàng luôn, có 99.000 đồng thôi cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa ha. Ông đầm nào mình tranh thủ đặt hàng sớm lên, em tư vấn chưa hàng luôn hả? Rồi đây tiếp tục chuyển thêm cho mình cái em đầm này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390 nha cả nhà. Rồi đây đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1390 cổ vuông nè, có phối cho mình cái nơ phía trước ngực, tay ngắn cho mình luôn, bo eo, dáng đầm body. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390 cả nhà nha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1390. Em chốt đơn cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. 1390 sale nhanh còn 199.000 đồng. 199.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em nha cả nhà, 1390 với số điện thoại em tư vấn chốt đơn nha. Ôi cái đầm màu tím này cũng xinh nè. Cái đầm màu tím này mã là 1392 nha. Chờ em xíu cả nhà nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em, bên em tư vấn chốt đơn cả nhà ơi. Sale ngay cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng, mã sản phẩm là 1390, mã sản phẩm 1390 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm liền giùm em, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là ok cả nhà ơi. Rồi mẫu đang mặc trên người nha. 1390, 1390 199.000 đồng thôi. 1390 199.000 đồng thôi cả nhà ơi. 40 tới 66 kg. Eo tối đa eo tầm 85 86 đổ về nha. Cổ vuông nè, cúp ngực nhẹ cho mình, phía trước sẽ có phối cho mình cái nơ nhỏ nhỏ nha. Dễ thương ha cả nhà. Tay ngắn nha. Bo eo dáng body. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Mình thích đầm nào có việc đặt sớm nha cả nhà. Đặt sớm thì có đơn sớm. Mình dùng đơn 600k sẽ được miễn ship và có quà. Và ngoài ra nhận được hàng thì sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đó, mẫu em đang mặc trên người là 1390 nha, sale luôn còn 199.000 đồng. Chân váy thì em may cho mình giống như là cái nụ hoa đây nè. Đó, còn phía trước ngực thì sẽ có phối nơ. Dễ thương ha cả nhà ơi, chất Atashi kim tuyến nha. Rồi, đầm này sẽ không có sợ rơi rớt hay bong chóc, ánh nhũ gì hết, rất là đẹp. Rồi, sale luôn 199.000, 199.000 đồng cho mẫu em đang mặc trên người mã là 1390 cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho mình đầm hoa nha. Em chào chị Hạnh Đỗ. Các chị mình đang theo dõi like của em cả nhà mình chấm bài tương tác em nha. Các chị mình đang theo dõi like của em chấm bài tương tác cho em nha cả nhà. Ông đầm nào comment phía dưới em tư vấn chưa hàng luôn. Bây giờ thay thêm cho mình xem cái em đầm khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1387. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1387 này cả nhà ơi. Đầm này cổ tròn nhỏ, rồi cái cổ thì sẽ có phối nơ, tay lỗ cho mình nha, bo eo và dáng đầm này dáng đầm phơm xòe. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1387 nha cả nhà. Dễ thương cực kỳ luôn, chất lụa nha. May một lớp kèm thêm cái túi khóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1387, cho em xíu nha. 1387, chị nào chưa có là mày đặt hàng sớm cho em, là 1387 với số điện thoại cho em tư vấn chưa hàng luôn. Rồi 1387 169.000 nha cả nhà. 1387 sale nha. 169.000 đồng. 40 tới 62 kg. 40 tới 62 kg, eo tối đa eo tầm 82 đổ về nha cả nhà ơi. 169.000 đồng cả nhà ơi, cái đầm này rất là đẹp luôn ạ.
169 000 đồng mẫu em đang mặc trên người. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1387 với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1387 nha cả nhà. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1387. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm, cổ tròn nhỏ nha. Có phối nơ cho mình, hàng này đủ size, em đang giảm giá nè cả nhà ơi, giảm 50% cho các chị yêu mình luôn. Hiện tại chỉ còn có giá là 169 000 đồng thôi. Từ 40 cho tới 62 kg và tối đa tầm 82 đổ về sẽ mặc rất là đẹp luôn ạ. Mã sản phẩm là 1387. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1387. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm nha em luôn nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm hoa nhí mới vừa về hàng. Đây em treo nó đây nè, hoa nhí. Đây. Hoa nhí mới vừa về hàng. Rất là xinh cho cả nhà mình luôn. Chị nào chưa có tranh thủ đặt hàng sớm nha em luôn nha. Là 1387 với số điện thoại em tư vấn chút đơn hàng luôn 169.000, chỉ có giá là 169.000 đồng thôi ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Rồi thay mẫu cả nhà nha. Ưng mẫu đầm nào đặt hàng thật là sớm cho em, bên em tư vấn chịu hàng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1412 nha cả nhà. Tiếp tục mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1412. 1412 đầm này cổ tròn tay lỡ nè, bo eo dáng xòe may hai lớp, kèm hai cái túi khóa kế phía sau nha. Đầm này hoa nhí dễ thương cực kỳ cả nhà ơi. Rất là xinh. Hoa nhí mình mặc lên cái dáng mình gọn hơn đúng không? Dáng đầm xòe rộng nè, mặc lên không có sợ lộ bụng lộ đùi gì hết. Nền đen như mình phối hoa, lá là màu xanh rêu nha, hoa màu xanh xanh tím tím này cả nhà, chất liệu vải von nha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em. Vải gì vậy em? Chị Lan Phương, cái đầm hồi nãy chất liệu vải lụa nha chị. Đầm này chất liệu vải lụa nha chị ơi. Vải lụa cho mình, vải thì mềm, dễ mặc cho mình luôn. Đó, cổ tròn nhỏ và có phối mình cái nơ xinh xinh. Đây cái nơ nhỏ nhỏ. Cái nơ này mình về nhà mình thắt được. Một lớp kèm một túi 40-62kg, eo 82 đổ về nha. Chị thích thì chị comment giúp em 1387 với số điện thoại và em đang giảm giá 50%, chỉ còn 169.000. Rồi còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1412. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1412 nha. Đầm này hôm nay các chị mình đặt hàng em sẽ sale luôn còn 299k. 1412 sale luôn còn 299.000 đồng. Rồi chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em nha. Hàng này thì cũng còn đủ size 40 cho tới 65kg, eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về. Đầm này vải đẹp này cả nhà, vải đẹp vải hiếm như mình đây. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1412 nha cả nhà ơi. May hai lớp kèm thêm hai túi khóa kế phía sau, mã sản phẩm là 1412 nha. Chất liệu vải này vải von nha cả nhà ơi, von gân cho mình nha, xuất sắc cho mình luôn. Chỉ có giá là 299.000 thôi, 299.000 đồng mẫu đang mặc trên người. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn nha cả nhà ơi. 1412 với số điện thoại em tư vấn chốt đơn. 1412 với số điện thoại em tư vấn nha cả nhà, von gân nha cả nhà mình đây. Đó, lá là màu rêu, hoa là màu xanh xanh tím tím. May cho mình hai lớp kèm hai túi khóa kế phía sau luôn. Mã sản phẩm là 1412 nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người 1412. Em có thêm cái đầm beo xòe này cả nhà ơi. Beo xòe này em bị lẻ sai rồi nha. Rồi chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Rồi mẫu đang mặc trên người 1412299k. À 1422 còn đủ này cả nhà ơi, hôm qua em thấy lẻ sai rồi nè. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1412299k nha. Để em thay tiếp cho mình cái đầm beo như cả nhà. Chị Trần My có đơn hàng. Đầm này von gân nha chị, em có một màu thôi. Có những cái vệt kim tuyến lấp lánh nè, nhìn rất là đẹp luôn. Không có quá lè lẹt nè chị ơi, vải mềm rủ cho mình nha, vải này hàng đẹp. Mà đợt này em về cho mình được có một mẫu vải này với may được cho mình một cái form này thôi à. Đó, số lượng ít nha, chị nào đặt hàng lên đơn cho em 1412 với số điện thoại để đặt hàng là được. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1422 nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1422. Đầm này hôm nay em chốt đơn luôn là 299.000 đồng đầm beo nha cả nhà. Đầm beo cổ hình chữ nhật, tay ngắn luôn. Và đầm này là em may cho mình 12 mảnh lận nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1422, 12 mảnh. Phía trước là 6 mảnh nè, phía sau là 6 mảnh nha. Rồi phần chân váy từ đây ngang qua xòe ra nha cả nhà. Xòe từ phần dưới này nè,
xòe ra rất là dễ thương, có hai túi luôn, chất xốp Thái. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1422. Đầm đang mặc trên người 1422, em chốt đơn luôn là 299.000 đồng đầm beo. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1422 kèm số điện thoại serum nha cả nhà ơi, 299k. Chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em, bên em tư vấn và chờ hàng chợ xa nha cả nhà ơi. 1422 với số điện thoại cho em. Đầm mềm có độ rũ cho mình, chiếc số Thái có co giãn nhẹ nha. Và phần chân váy từ đây ngang qua nè, sẽ có zip ly và chỉ xòe ngay cái phần đuôi thôi. Chỉ xòe ngay cái phần đuôi cho mình thôi nha. Khóa kéo phía sau may cho cả nhà mình là một lớp kèm hai túi, mã sản phẩm là 1422. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình tranh thủ đặt hàng sớm cho em nha, là 1422 với số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Các chị mình đặt hàng đừng quên mỗi chị chia sẻ like cho em 3 lần. Mỗi chị chia sẻ like cho em 3 lần lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai sẽ được áp dụng giá sale. Đó, rồi dùng đơn 600 ngày đồng sẽ được miễn ship và có thêm một phần quà nha cả nhà. Các chị mình đặt hàng được nhận hàng á thì được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, cố gắng đặt sớm sẽ có hơn sớm nha. Rồi mẫu đồng này cũng đã khép lại bài livestream sáng ngày hôm nay của em rồi. Chị khách nào vào sau có thể coi lại bài livestream này hoặc là mình đón xem những bài livestream khác của bên em nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.